Nó đi vô xã thú chơi rồi à, mới vô à. Tới rồi. Ừ. Vô coi. Qua đi, qua coi đi. Đi lên lên chỗ mát đứng. Tao mới thả vô. Tao mới gom lại đó, tao mới chuyển lại, tao gom lại. Tao hô cao cổ đâu rồi? Lại ngựa bạn đang ăn nè. Ủa hươu cao cổ đâu? Chưa thấy hươu cao cổ nữa. Thấy rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Đâu? Ba chưa thấy cái đầu của nó nữa. Chưa lú đầu ra nữa mà. Đó, nó đang đứng đó là hả? Sao nó không đi ra ngoài ta? Chạy nắng. Ba đi được rồi. Ôi, nắng như vậy mà mình ở dưới mấy cái nhà rông, mấy nhà rông mà mát lắm á. Ừ. Chỉ chừng mà có con mắt mà. Qua đây. Qua mình gì? Không dám, không tiền đâu.
nó có cây gốc, cái gốc nó cũng là lạ nè. Quá, bữa nay ăn con gì quá. Coi coi. À, tê giác. Ô tê giác hai sừng, châu Phi. Dạ. Ở à, đây nè, đây nè, đây nè. Tê giác này tê giác một sừng. Bây giờ con tả con này là chính xác nhất nè. Con này là thì quý hiếm nhất thế giới rồi đó. Thấy không? Tê giác là một trong những động vật quý hiếm nhất thế giới rồi đó. Kìa coi kìa đó. Nó thở, nó thở văng thì. Con này bự hơn con trâu nha. Thấy không? Cái con này là ở trong cái cuốn. Khoan để hai, để hai nghiên cứu con tê giác coi. Cuốn sách mà bắt khoa anh. Ở phía trước nó có cái cục gồ gồ như này, con này hai sừng luôn Khang ơi. Phải không? Cái con này là khủng long, cái con khủng long gì hai sừng tiến hóa lên. Cùng thời khủng long hả? À, mà nó tiến hóa. Tiến hóa. Con này được hay con cái? Được không? Đó, thì nó biểu diễn một vòng cho con coi đó. Ba hả? Ơi. Bây giờ mình có mấy con mới nè ba. Ừ. Ô, nó tái. Nó biểu diễn cho con coi luôn đó. Bây giờ nó biểu diễn đủ trò cho con coi vậy. Nhưng mà đừng có nó. Nhưng mà nó nghĩ là nó đừng có đi ra một bãi được rồi. Cũng sao có sao đâu. Nó cũng ăn cỏ không à. Cần tay giác mà. Đấy có con cuồng kìa. Không chứ anh em mới vô tiền chứ nó lát chưa. Việt Nam có nhưng mà đám cá, ừ nhưng mà người ta bắt giết rồi hết. Linh Dương hơn này, Linh Dương luôn. Linh Dương con kia kìa, con này. Còn con này con hô sừng sừng này sừng gì á, con lại đọc cái bản hiệu đi. Còn con kia con nai. Nè nè coi bản nè. Linh Dương sừng sắn. Cái này Linh Dương sừng kiếm phải không? Linh Dương sừng kiếm đúng rồi ba. À. Sừng giống như cái kiếm vậy đó. Hình như bây giờ có mấy con mới rồi đó ba. Ừ. Sao mấy lần chú ba không đi ngang mấy cái chỗ này vậy? Tại vì hồi chứ con không chịu đi á. Còn hết con hả? Bây giờ mình đi thăm cọp đi ba. Thăm cọp ha. Ồ cái trái này trái gì lạ quá. À trái gì, trái da sung nhân. Được họ dâu tầm. Trái này trái da nè. Giống 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 cái dâu vậy, bà nghĩ là ăn được. Nhưng mà không dám ăn. Không ăn sao mà. Ôi trái rụng quá trời luôn nè. Suýt rớt lên đầu con rồi. Ừ.
Thôi để bà quay mấy cây này, cái mấy cây đẹp quá nè. Để bà quay mấy cây này cái. Ồ, lên cầu, lên cầu cái. Dạ. Rồi mình đi vòng qua vô cái chuồng trăng. Ơi. Ơi. Ở đây mà con mắt thì chín tê hả? Vậy hả? Rắn kìa. Khu đó khu bò sát á, rắn với tắc kè rồi đó. Rồi vô vô vô. Rồi con đi với anh hai đi, vô 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 coi với anh hai đi. Vàng vàng đi qua đi qua thầm. À trăng vàng. Em thấy cái gì rồi á? Đâu? Nó trăng giả. Trăng thiệt á. Ở trên kìa. Trăng nào? À, trăng ở dưới cái hộc đó là trăng thiệt, còn trăng ở trên là con trăng giả, gắn mảng xà giả. Trong chùa. Con trăng này nó nguy hiểm lắm các bạn. Ừ. Con gì? Con đố rồi con đây nè. Con này có hai con răng đất lợn. Con đó con này con gì á? Dạ mẹ có đuôi trắng. Trắng. Trắng đất. Con trắng con thì con trắng mẹ sao? Hai con. Con bên đây mới to rồi. Ừ. Con này tắc kè nè. Trắng đất. Trăng đất coi coi nó nằm chỗ nào. À nó dưới hồ nước. Nguyên nắng nóng cái mồm. Nguyên trăng đi quá. Ở đây có trăng. Trăng. Ở đây có cái hồ nước luôn gì. Có mặt trăng nữa. Ủa sao con cái hồ chạy. Ê tìm. Sao này không ra cái kè này luôn. Nè trăng vàng. Ủa mà con trai à? Hả? À cái xấu. Ủa má. Cái khu này là mấy con đó là người gian đó. Đây nè. Khu này khu bò sát mà. Thì đà. Nè kìa nè. Nhưng mà là chết giật con vô đi con sợ bà. Ờ à, nó còn nhỏ. Qua hết chưa à? Đây thì đà. Ôi lột da kìa. Nó lột da từng mảng luôn kìa. Thấy không? Dạ. Nó lột cái da cũ á. Thay da mới. Xuống à, sắp có da mới rồi. Ừ, sắp có áo mới mặc rồi. Áo tự sản xuất luôn. Đó, đi không điếu ý là bắp phải không? Nó giả nè, con này giả nè. Con gì vậy? Kỳ đà. Con đó thiệt, con này giả. Nó từ đây luôn á. Ừ. Nó rồi nó giả. Chắc luôn á. Ai nói con nó thiệt, con cá này. Con này giả luôn nè. Con chung đứt tay rồi. Con giả quá. Thiệt á. Dạ đó. Nó thở á, nó thở, nó đang thở. Nó ngủ, nó thở. Thôi ra, thôi. Ơi. Đi ra coi đi.
kia mà chả. Trắng là bao nhiêu nhựa đó chả. Con gì vậy? Trắng vàng. Không phải trắng vàng, con trồn. Không phải, con lái cá. Lái cá không mà không có nước gì hết á. Nước đó. Nước đó. Dạ. Lái cá. Trời ơi, nắng nóng quá trời luôn, tội nghiệp nó. Khô khốc. Khô quá trời luôn, khô. Tội nghiệp ghê. Nhưng mà chỉ có mình nó à. Ờ, trời. Nắng nóng quá luôn mà. Không có nước. Nè, lái cá giống con gì? Giống con nó nữa. Giống con hải ly mà nó cũng giống con trồn mà cũng giống con chuột. Không phải đi, lái cá vuốt bé đi. À. Phải đi thôi ba. Rồi đi. Nè nó ra nè Long, ra nè, nó ra đây nè, nó đang bò ra nè. Ô, có đập vịt nữa kìa. Cầu qua chùa Hương Hưu á. Sao thú rồi ít cây quá à. Tao đốn cây nữa kìa. Cây này tao chặt hết trơn rồi nè. Tỉ mất cây này nè. Tao tự mất cây hết. Ôi, cá để chưa nè. À. Rồi đi vô tiệm nước uống. Mua nước uống. Ồ, cái sọ khỉ. Vòng con kia, vòng con kia. Vòng con kia. Cẩn thận đó con.